Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video nào mà các bạn cùng ship.vn sẽ tiếp tục kiểm tra mẫu cơ bilen cuối cùng trong kiện hàng trước đó. Đây chính là mẫu đồng hồ của chúng ta. Mẫu Camberland này thì đã được EC.vn mua tại Adform, một seller uy tín ở Mỹ, và đã được ship tới văn phòng của EC.vn tại Mỹ ở bang OR bằng dịch vụ USPS. Số tracking của kiện hàng sẽ luôn được EC.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến website. Các bạn có thể copy số tracking và dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Mẫu sản phẩm của chúng ta thì sẽ được bao bọc bằng một lớp giấy bảo vệ bên ngoài như thế này. Đồng thời mình sẽ lấy ra. Bên trong chiếc bóc chính của chúng ta, một tông màu trắng rất là đẹp. Đây là chính là nhân vật chính của chúng ta. Bên trong chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn khá là dày với rất là nhiều thứ tiếng. Mẫu Calvin Klein lần này của chúng ta sẽ có mã là K4E2N11N. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm này vào trang chủ của EC.vn để có thể mua đúng sản phẩm với giá tốt nhất. Phía sau này chính là tên thương hiệu Calvin Klein cùng dòng chữ Sweatmate. Sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% với lớp siêu mặt nè, các bạn có thể thấy. Siêu mặt của chúng ta cũng siêu dây, siêu khóa nè, và cả siêu đáy nữa, tất cả đều còn nguyên, rất là chắc chắn. Rồi, tạm thời mình sẽ tháo cái lớp siêu mặt này ra cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất. Mẫu Calvin Klein ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Calvin Klein Seduce Work Woman Watch, một mẫu sản phẩm dành cho nữ giới đến từ bộ sưu tập Seduce thuộc thương hiệu Calvin Klein. Mã sản phẩm này mình vừa trình bày, cây size của mẫu này sẽ là 30mm với độ dày là 8mm, độ dày tương đối là mỏng dành cho nữ giới. Mặt kính của mẫu sản phẩm sẽ được làm bằng kính khoáng cứng, có độ cứng khá là cao nên hạn chế được trầy xước và chịu lực khá tốt. Kính khoáng cũng rất là dễ đánh bóng nếu mà trầy, chứ chúng ta tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Về phần mặt số, chúng ta sẽ có một mặt số tông màu xanh lam, một màu xanh lam sậm nha các bạn. Màu này cực kỳ hot trong những năm gần đây, nó phủ sóng gần như là toàn bộ trên mạng xã hội rất là nhiều. Một tông màu rất là năng động nè, trẻ trung. Trên mặt số của chúng ta có một cái lối thiết kế là tối giản tối đa của thương hiệu Calvin Klein. Các cọc số cũng như là cửa sổ lịch ngày đều được họ loại bỏ và chỉ trang bị hai cái kim đơn giản, đó là kim giờ và kim phút thôi. Tên thương hiệu cũng được đặt ở góc 12 giờ quen thuộc với tông màu trắng rồi nổi bật. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta có dòng chữ Sweatmate nè, các bạn có thể thấy khẳng định chất lượng cho chiếc đồng hồ này hơn. Về phần khung vỏ cũng như là dây đeo, chúng ta sẽ có được hoàn thiện bằng thép không gỉ 316L. Đây là loại thép có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn cho môi trường, nước biển hoặc là chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L cũng sẽ chống lại được các đặc tính từ tính. Dây đeo thì cũng được hoàn thiện bằng thép không gỉ 316L và một tráng lớp một nhựa màu xanh lam nha các bạn. Đây rất là đẹp. Dạng dây của chúng ta giống như một chiếc lắc tay vậy, và phía dưới này chúng ta sẽ có các mắt để có thể điều chỉnh được size dây phù hợp với cổ tay chúng ta, rất là tiện lợi. Về phần khung vỏ cũng như là dây đeo thì chúng ta đều được chế tác đánh bóng toàn bộ nha các bạn, mang lại cái nét tinh tế sang trọng cho mẫu đồng hồ nữ này rất là nhiều. Núm vặn chính của chúng ta cũng được thiết kế khá là vừa vặn so với một size mặt 30mm. Trên đầu núm của chúng ta cũng có logo CK rất là nổi bật, tăng độ nhận diện thương hiệu cho mẫu đồng hồ rất là nhiều. Khóa của chúng ta vẫn còn nguyên siêu nè các bạn. Mà khóa này mở rất là dễ, chỉ cần chúng ta gật lên thôi, rất là đơn giản. Phần đáy thì chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kính rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin nè. Tên thương hiệu Calvin Klein cùng với nó là các thông tin như là All Standard Lưu, có nghĩa là hoàn thiện bằng thép không gỉ nè. Rồi bên đây chúng ta sẽ có khả năng kháng nước là 33, có nghĩa là 30m. Với khả năng kháng nước này các bạn có thể yên tâm đi mưa rửa tay một cách thoải mái. Tuy nhiên đã tiếp xúc với nước, các bạn cần phải lưu ý một số điểm như là không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp nè, cũng như là khi đã tiếp xúc với nước các bạn tuyệt đối không điều chỉnh núm vặn, tránh trường hợp nước theo cốt ti len lỏi vào trong máy gây hư hỏng bộ máy của chúng ta. Rồi, mình sẽ tổng kết lại những cái ưu điểm. Đầu tiên, với kinh nghiệm dày dặn trong ngành thời trang,
lại còn là công ty con của tập đoàn Edgewatt Group danh giá, thì Kelvin Klein đã được trang bị và hỗ trợ dây chuyền sản xuất hiện đại. Chính vì thế mà những chất lượng của những chiếc đồng hồ Kelvin Klein vốn luôn được đảm bảo. Một trong số những cái sản phẩm nổi bật nhất của hãng có thể kể đến đó chính là dòng Studio Kelvin Klein đang trên tay mình đây. Phiên bản này với vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của rất là nhiều tín đồ thời trang trên thế giới. Với thiết kế cực kỳ đơn giản, tinh tế dành cho phái đẹp như một món phụ kiện thời trang không thể thiếu hàng ngày. Mỗi sản phẩm còn được nhà sản xuất tạo nên từ nhiều loại vật liệu tốt nè, bên trong còn được trang bị cỗ máy thụy sĩ đạt chứng nhận Swissmade. Giá thành thì cực kỳ hợp lý, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Rồi, đó là một số những cái góc quay thực tế cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến dòng đồng hồ thương hiệu Kelvin Klein này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.